Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 23 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Lập thành khai giảng lớp trung cấp lý luận hành chính khóa 2014-2015. Các hoạt động hỗ trợ công tác xuất khẩu lao động ở một số địa phương trong tỉnh. Yên Lương điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của huyện Sông Đô. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 22 tháng 10 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lập Thạch, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với huyện ủy Lập Thạch tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính huyện Lập Thạch khóa 2014-2015. Trong thời gian tham gia khóa học, 100 học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính huyện Lập Thạch sẽ được học tập nghiên cứu 6 học phần như những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo huyện Lập Thạch yêu cầu các học viên xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường, tăng cường vai trò quản lý, ý thức trách nhiệm kết hợp giữa việc học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ trao đổi học tập kinh nghiệm, đồng thời vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng cho 145 cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã phường trên địa bàn. Các học viên được học tập nghiên cứu các chuyên đề chính như Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sửa đổi bổ sung năm 2013, chuyên đề nông nghiệp đô thị và ven đô. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động, trao đổi thảo luận các vấn đề thời sự chính trị trong và ngoài nước, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố và địa phương. Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên nắm vững hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của Hội Nông dân cơ sở trong tình hình hiện nay. Qua đó vận động các cán bộ, hội viên Hội Nông dân nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong mọi hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho vay xuất khẩu lao động từ Quỹ Giải quyết Việc làm của tỉnh với các đối tượng hộ nghèo và gia đình chính sách. Tham gia bồi dưỡng có 60 cán bộ hội đoàn thể cấp xã, phường. Cán bộ hội đoàn thể đã được giới thiệu nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015. Hướng dẫn quy trình các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cách thức cho vay từ Quỹ Giải quyết Việc làm. Phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội đoàn thể cấp xã, phường nhằm nâng cao kỹ năng quản lý hoạt động và quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng. Sáng ngày 22 tháng 10, Ngân hàng Chính sách Xã hội Vĩnh Phúc chi nhánh huyện Lập Thạch cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Văn Quán tổ chức lớp tập huấn cho vay xuất khẩu lao động từ Quỹ Giải quyết Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc và nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng chính sách cho 57 đồng chí là trưởng thôn, trưởng ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn, trưởng các hội đoàn thể và trưởng ban xóa đói giảm nghèo của xã Văn Quán. Các cán bộ ngân hàng đã giới thiệu các nội dung về nghiệp vụ cho vay xuất khẩu lao động từ Quỹ Giải quyết Việc làm của tỉnh, quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ, nguyên tắc vay vốn, các chương trình cho vay cụ thể. Qua đây giúp cho người đang làm việc tại các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm ở cơ sở nắm vững hơn kiến thức, nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt hơn công tác vay vốn, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên vừa phối hợp tổ chức hội nghị tư vấn tuyên truyền xuất khẩu lao động cho các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các lao động có nhu cầu xuất khẩu trên địa bàn phường. Các đại biểu đã được giới thiệu về các thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Đài Loan và Malaysia, được tư vấn về chi phí xuất cảnh, mức lương và các chế độ ưu đãi của doanh nghiệp nước ngoài với người lao động, cũng như một số chủ trương, chính sách mới của tỉnh về công tác hỗ trợ cho vay vốn đối với người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, nhất là với người nghèo, hộ gia đình chính sách. Thông qua hội nghị, các đại biểu được trao đổi, giải đáp thắc mắc về vấn đề xuất khẩu lao động, từ đó tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn phường, nhất là các lao động đang có nhu cầu xuất khẩu.
Hội cựu chiến binh huyện Yên Lạc vừa phối hợp với xã Văn Tiến tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình cựu chiến binh Lê Văn Dung và cựu chiến binh Nguyễn Thị Huệ ở thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến. Sau 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó, Hội cựu chiến binh huyện Yên Lạc trích quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đóng góp. Đây là sự động viên lớn về vật chất lẫn tinh thần, giúp cho gia đình cựu chiến binh Lê Văn Dung và Nguyễn Thị Huệ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới. Thực hiện phong trào thi đua Yên Lương chung sức xây dựng nông thôn mới với những phương thức sáng tạo, những cách làm hiệu quả, thôn Yên Lương đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Tứ Yên, huyện Sông Đô. Từng cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh của xã đã thực sự là những người nêu gương, đi đầu, nhất là trong những việc khó như giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, huy động đóng góp, để nhân dân trong thôn đều thấy được việc xây dựng nông thôn mới là phục vụ lợi ích cho chính mình. Được tuyên truyền, vận động, thực hiện xây dựng nông thôn mới, 100% hộ dân trong thôn đều chấp hành đầy đủ các khoản đóng góp, tham gia ủng hộ tiền, ngày công, hiến đất, tự nguyện tháo dỡ tường rào, tạo điều kiện xây dựng giao thông nông thôn. Từ năm 2011 đến nay, thôn Yên Lương đã vận động được gần 400 triệu đồng tiền mặt. Nhiều gia đình tự nguyện tháo dỡ, phá bỏ hàng chục mét tường rào, hiến đất làm đường. Bà con nhân dân tích cực đóng góp bê tông hóa các trục đường trong thôn. Các ngõ xóm đều có đèn chiếu sáng. Toàn thôn đã bê tông và cứng hóa được tổng chiều dài 2,5 km, giúp bà con nhân dân đi lại được thuận tiện, dễ dàng. Chi bộ đảng và các đoàn thể nhân dân là qua sự đồng thuận thống nhất cao của chi bộ và nhân dân thôn đã nhận biết về cái chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Chúng tôi thống nhất cùng với chi bộ, cấp ủy đã mạnh dạn là giao cho chi hội cựu chiến binh làm nòng cốt trong việc xây dựng nông thôn mới. Chi hội cựu chiến binh thôn có 48 thành viên đảm nhận vai trò nòng cốt trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Mỗi cựu chiến binh đều trở thành một cán bộ tuyên truyền, vận động nhân dân và đều đăng ký tiền phong, xung kích, sẵn sàng ủng hộ, động viên tinh thần cho bà con nhân dân. Chi bộ giao nhiệm vụ mà lấy cựu chiến binh là nòng cốt để xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi đã vận động, họp và các hội viên cùng với cán bộ chi hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay thôn Yên Lương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bộ mặt của thôn đã hoàn toàn đổi mới, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân trong thôn đều được nâng cao. Sản xuất nông nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh tế chủ lực, nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả cao, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt từ 12,6 triệu đồng một người một năm. Tính đến hết tháng 10 năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 0,5%. Phấn đấu đến hết năm 2015, thôn sẽ không còn hộ đói, nghèo. Có phần đưa Tứ Yên trở thành xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.